mình cùng sát vai nhau. Từng ngày có tôi bên cạnh đời bạn, cuộc đời đã vui hơn. Nụ cười đã luôn trên môi của bạn, kể ra những thứ chúng ta cùng nhau. Bao nhiêu niềm vui khi mình sánh đôi với nhau. This is what friends are for, this is what we're here for. Bên nhau khi không có gấu, bên nhau khi ta sinh hay sâu. Bên nhau hy sinh tất cả ngoài trừ tiền bạc và gấu. Cùng đi tới tương lai ngày mai sáng tươi. Đừng lo bao thứ lo toan cuộc đời, vì mình bên nhau. Nó quá rõ ràng rồi còn gì. Chắc chắn là cô ấy chê cậu tặng nước quá ít. Trời thì nắng nóng, một ngày uống một chai nước thì làm sao mà giải nhiệt cuộc sống, xua tan căng thẳng được. Đúng rồi đấy, ông đi cưa người ta mà mỗi ngày ông tặng mỗi chai nước, quá bẻo. Phải làm gì nữa? Tăng số lượng chai nước lên. Ngày trước bình thường ấy là một ngày một chai đúng không? Bây giờ là một ngày một lốc. Chắc chắn mọi chuyện nó sẽ khác. Được, lần này tôi sẽ đầu tư tiếp tục nghe theo mọi người. Chị đây ạ. Vẫn chàng trai đó tặng tôi à? Dạ vâng ạ. Anh ấy bắt em tuần tới ngày nào cũng phải mang hoa đến cho chị ạ. À, chị ký vào đây giúp em ạ. Tôi cảm ơn nhá. Này, chắc nàng chưa dậy đâu. Thôi đi làm đi, không muộn bây giờ. Nhanh lên. Đúng rồi, đây đây. Tặng em người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng biết. Hy vọng em hiểu tấm lòng của anh. Ký tên lại quan tâm. Người đầu mà mỗi cái tên cũng thấy dễ mến rồi. Tối nay phải gọi điện để cảm ơn anh mới được. Ôi, làm gì mà ầm ầm lên đấy? Ôi Dũng ơi. Hả? Chết rồi. Ôi, sao đấy? Nàng. Sao? Nàng bảo là nàng rất thích này. Ôi, thế thì đúng là nàng thích ông tặng cả một lốc hơn là một chai đấy. Một lốc có 6 cái, một chai có mỗi cái. Mừng. Chào em. Vâng, chào anh ạ. Cho em lên nhờ được không ạ? Lại cho mình nhắn bắp dòng bờ. Quần này phải làm rõ cho ra dễ được. Lại là anh à? Có việc gì không ạ? Anh định hỏi em là quà anh gửi em ý, em vẫn nhận được chứ? Quà? Là quà của anh hả? Ừ đúng rồi, quà của anh mà. Đúng là đồ trơ trẽn. Anh nghĩ tôi không biết quà của ai tặng hay sao mà dám nhận vơ như thế hả? Chắc là trong cuốn bí kíp tán gái của anh có dạy rằng cứ nhận quà bừa là cưa đổ được gái đúng không? Xin lỗi, từ nay về sau đừng mong gặp lại tôi. Là sao? Đây, mọi người xem, có chịu được không chứ? Nhận của người ta bao nhiêu quà, bây giờ lại con nói hiểu lầm, nhận vơ. Ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn.
sóng gió cuộc đời dạy ta khôn. Không khóc dù gặp bao cay đắng, bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng. Phụ nữ nó như những con đường, đường càng cong thì càng nguy hiểm em ạ. Nhưng mà em cay lắm. Hội phụ nữ đúng là nội cháo trở, ăn không ăn hỏng người ta bao nhiêu quà rồi. Nó lại còn kêu là không thích, cả ngày từ đầu nói là không thích đi, để đỡ mất mấy lốc nước của em. Đúng đúng đúng, cái em của ông là phải xếp vào cái hạng gọi là gõ của. Chứ yêu đương cái gì mà gõ của là gần với họ gõ kiến ấy. Thôi ông đừng có gõ vào trái tim của ông ấy nữa. Nhưng mà tôi nghĩ ông không nên để chuyện này kết thúc như thế. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Tiếp tục thả nước. Bà bị điên. Chưa nói hết, ông chỉ tặng một chai nước duy nhất nữa thôi. Bọn tôi sẽ quay lại toàn bộ quá trình cô ấy nhận nước, sau đấy sẽ up clip đấy lên Facebook phốt, bảo là cô ấy chỉ muốn uống nước chùa mà không chịu yêu ông. Được, triển khai vụ này đi. Tôi phải làm cho ra nhẽ vụ này. Uống nước chùa. Trời đất, thì ra từ trước đến giờ người nhận được quà không phải là em Hương mà là bà hay sao? Hóa ra Nguyên tặng nước để bà ấy uống à? Thật là quá sốt. Ủa, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Còn làm gì nữa? Mang cái này về cho Nguyên biết sự thật đi. Nhanh. Ồ, bất ngờ chưa? Hóa ra cậu không hề tặng nước cho em ý, mà tặng nước cho cái bà hàng xóm ở ngay dưới tầng của em ý. Đáng nghĩ ra giờ này cậu phải xuất hiện trước cửa nhà bà ta rồi đấy. Thế mới bảo không tình thì chán, có tình thì ngán, mất tình thì oán. Trước tình làm dáng, sau tình buồn nản, ít tình không đáng, nhiều tình xa láng. Thế cho nên suy ra ai ngu thì dáng. Phút này bảo xỉa sói tôi đấy à? Không hiểu người tôi. Chả hiểu bà ấy nghĩ gì mà đến giờ phút này vẫn còn nhận nước của tôi nữa. Tôi nghĩ ông nên bình tĩnh, xuống tận nơi hỏi bà ta tại sao không phải nước của mình mà lại dám nhận vơ. Chính xác. Sau khi hai mặt một lời xong, em nhớ đòi lại tiền nước. Nghĩ gì mà để bà ta thịt không bao nhiêu tiền nước như thế. Chính xác. Mọi người đi với tôi. Đi. 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 Chào bà. Bà cần gặp tôi có việc gì vậy? Sao lại ông với bà? Mấy hôm trước anh xưng là anh ngọt xớt thì còn gì nữa. Mấy hôm trước... Kia là bà cũng đã nhận nước của tôi à? Thế còn ông kia là ai? Ở cùng khu ngay trên đầu nhà tôi. Hình như họ đang yêu nhau. Thế tại sao vẫn nhận nước của cậu? Anh nhiều tuổi hơn em. Cứ xưng là anh em cho nó thân mật đi. Thế rốt cuộc là thế bà nhắn tin là cần gặp tôi có việc gì vậy? Chả là mấy hôm vừa rồi anh thừa biết là em ốm, cho nên anh đã gửi nước xuống cho em. Chính nhờ mấy cái chai nước của anh á, em cảm thấy người bớt căng thẳng, bớt bực bội đi đấy. Này, bà nói cái gì đấy? Hả? Ai gửi nước cho bà? Thôi anh đừng có giả vờ. Ok. Anh gửi nước xuống cho em để tỏ tình rồi còn gì nữa. Mà thôi, hôm nay á, em sẽ chiêu đãi anh một bữa thật là hoành tráng nhá. Không, nhưng mà tôi không làm những cái chuyện đấy. Không, tôi đi đây. Trời ơi, không, anh đi đâu đấy? Làm sao anh phải chối được chứ? Anh đã tặng em, làm sao mà anh phải chối? Ông làm sao vậy? Ông làm sao vậy? Hả? Ông cứu tôi với. Hả? Cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Có một bà già. Hả? Bà ấy thích tôi. Bà cứ đòi yêu tôi. Thôi. Yêu à? Ừ. Được, để tôi. Bà đây, bà đây. Ông. Ông ra đây nói rõ mọi chuyện cho tôi. Cái đồ quỷ sứ kia. Khoa này có chủ rồi nhé. Thích thì giỏi vào đây. Chị cho bung lụa luôn. Em chào hai chị ạ. Giai đẹp đã hiếm mà chúng nó đã còn yêu nhau. Đúng là thích thì phải nhích cho tới đích, còn một khi đã không nhích thì mất tích không cần giải thích. Gặp gái nói chung là vui,
anh em ủ mưu tấn công và cưa ga. Gặp sau nói chồng không vui, loay hoay cưa em tốn tiền và cay đắng. Em à, nói chung quá vui, anh em say mê chém gió từ mày cùng sát vai nhau. Từ ngày có tôi bên cạnh đời bạn, cuộc đời đã vui hơn. Nụ cười đã luôn trên môi của bạn, kể ra những thứ chúng ta cùng nhau. Bên nhau không lo, người yêu không có. Bên nhau khi trong tay tiền tiêu không có. Biết bao nhiêu cơn giận hờn, biết bao nhiêu niềm vui khi mình sánh đôi với nhau. Bên nhau khi không có gấu, bên nhau khi ta sinh hay sâu, bên nhau hy sinh tất cả ngoài chỉ thêm bạc và gấu. Cùng đi tới tương lai ngày mai sáng tươi, đừng lo mọi thứ lo toan đời vì mình bên nhau. Cầm chặt tay nhau, cầm chặt tay nhau.